Không biết là mọi người có thắc mắc xem là văn phòng mình mọi người đang dùng màn hình nào nhiều nhất không? Thì hãy cùng mình đi tìm hiểu nhá. Nam ơi, Nana dùng màn hình nào? Đây, mọi người có thể nhìn thấy, dĩ nhiên phải là màn hình ViewSonic rồi. Kim Anh ơi, chị đang dùng màn hình nào? Chị dùng màn hình ViewSonic. Anh Hiếu, anh đang dùng màn hình nào? Anh nha, tất nhiên là màn ViewSonic à. Mai Mai, chị đang dùng màn hình nào? Chắc chắn là ViewSonic rồi. Vậy thì ViewSonic là một hãng như thế nào mà tại sao mọi người đều dùng màn hình của ViewSonic? Thì hãy cùng mình review một em màn hình ViewSonic trong video ngày hôm nay nhé. Một trong những thương hiệu màn hình số 1 tại Mỹ luôn có tên của ViewSonic, có thể coi là một món hời cho game thủ nếu sở hữu được ViewSonic VX2718. Màn hình cong, kích thước 27 inch, trải nghiệm màn hình cong mang lại chắc chắn luôn tốt hơn màn hình phẳng thông thường. Với độ cong của sản phẩm này là 1500R, cong với bán kính 1,5m, độ cong thể hiện cực rõ nét mà các bạn có thể nhìn và cảm nhận được luôn. Đây là độ cong phù hợp với mắt người thường, tối ưu hóa góc nhìn và mang đến cho các bạn trải nghiệm chân thực hơn. Mức độ tập trung của các bạn và màn hình ảnh ở chính giữa cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nói về thiết kế, phải nói đây là một thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn. VX2718 của ViewSonic được thiết kế với phần khung chỉ có thể ngả ra trước hoặc sau, không thể quay sang trái, sang phải, quay dọc màn hình hay là đẩy lên đẩy xuống được. Có thể nói đây là một điểm cần cải tiến của sản phẩm này, vì mình biết có khá nhiều bạn yêu thích sự linh hoạt trên chiếc màn hình của mình. Nhưng bù lại thì VX2718 có mức giá chỉ hơn 5 triệu đồng. Với mức giá này trong phân khúc ở một chiếc màn hình chơi game thì các bạn chỉ cần quan tâm đó chính là tần số quét, thời gian phản hồi thì VX2718 hoàn toàn phù hợp với túi tiền mà các bạn bỏ ra. Nhìn chung về thiết kế thì sản phẩm này có một thiết kế tối giản, khá mỏng, màn hình to và các nút bấm để điều chỉnh thì các bạn có thể tìm thấy ngay phía dưới phần màn hình. Như đã nói ở trên thì với một chiếc màn hình dùng để chơi game và giải trí thì điều các bạn cần quan tâm là tần số quét và thời gian phản hồi. Tần số quét của sản phẩm này là 165Hz. Có thể nói với tần số quét 165Hz thì đây gần như là tiêu chuẩn mới đối với các màn hình chơi game trong tầm giá. Tần số quét này sẽ hiển thị 165 khung hình trên một giây. Các bạn sẽ có một trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà, hình ảnh hiển thị nhanh chóng, không gây ra các hiện tượng giật, lag hay là xé hình khi các bạn chơi các tựa game hành động hay là bắn súng. Thời gian phản hồi trên sản phẩm này cũng cực nhanh, chỉ 1ms. Trên một màn hình gaming thì thời gian đáp ứng và tần số quét có sự liên hệ mật thiết với nhau. ViewSonic sử dụng cách tính MPRT, có nghĩa là Moving Picture Response Time. Đây là thời gian để toàn bộ điểm ảnh trên màn hình di chuyển sang hình ảnh mới so với G2G là Gray to Gray như ngày xưa để có độ chính xác cao hơn. Chính vì thế thì đối với sản phẩm có tần số quét cao như này thì thời gian phản hồi chỉ 1ms cực kỳ phù hợp cho game thủ trong tầm giá. Một điều nữa khi mà chọn một màn hình mà các bạn cần quan tâm chính là tấm nền và chất lượng hiển thị hình ảnh. Màn hình của VX2718 là màn hình Full HD, được trang bị tấm nền VA. VA là tấm nền được trung hòa giữa TN và IPS. Tấm nền VA có ưu điểm là hiển thị màu đen rất tốt, bởi khi các tinh thể lỏng vuông góc với tấm kính thì sẽ không có bất kỳ ánh sáng nào có thể lọt qua. Chất lượng hiển thị và góc nhìn của tấm nền VA cũng tốt hơn rất nhiều so với tấm nền TN. Công nghệ bảo vệ mắt và tiết kiệm điện cũng được ViewSonic thêm sẵn vào sản phẩm này, giúp điều chỉnh độ sáng đến mức tối ưu nhất. Bộ lọc ánh sáng xanh và chống nhấp nháy sẽ giúp loại bỏ sự mỏi mắt do các tia sáng xanh có hại, vừa giúp giảm tiêu thụ điện năng, vừa giúp đỡ mỏi mắt và kéo dài thêm tuổi thọ của màn hình. Thêm vào đó, ViewSonic cũng trang bị cho sản phẩm này công nghệ Adaptive Sync, là một công nghệ đồng bộ giữa tần số quét của màn hình và tốc độ dựng hình, giúp loại bỏ hiện tượng rách và xé hình, cung cấp hình ảnh liền mạch và mượt mà. Chế độ View Mode độc quyền của ViewSonic cung cấp cài đặt đặc biệt để phù hợp với các điều kiện khác nhau, bao gồm chế độ game, xem phim, web hoặc là văn bản. Các loại cài đặt trước này sẽ tăng cường đặc tính tối ưu cho từng ứng dụng. Chế độ chơi game chuyên biệt cho các thể loại game khác nhau như là game FPS, RTS và MOBA giúp các bạn trải nghiệm hình ảnh một cách tốt nhất. Và cuối cùng thì màn hình này tích hợp cả loa kép 2W, 2 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort. Đi kèm trong hộp sẽ có dây kết nối, sách hướng dẫn và cả dây nguồn. Đối với tầm giá chỉ hơn 5 triệu đồng, ViewSonic VX2718 cực kỳ đáng mua tính đến thời điểm hiện tại. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video và chế độ bảo hành lên đến 36 tháng đối với sản phẩm này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.